Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion, và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68. Cũng được vài số mình đã nhường sân khấu lại cho Nguyên cùng với những khách mời của Coi 68 rồi, thì đến tận số 37, episode 37 ngày hôm nay thì mình cũng mới có cơ hội gặp lại các bạn khán giả và thính giả của DeFi Discussion. Và trong một số mà một buổi tối chiêu chiêu như thế này thì chúng ta lại có một nhân vật rất là quen thuộc để đồng hành cùng với anh em thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Mình nghĩ là trước khi đi vào cái nội dung chính của tập podcast hôm nay thì cho bọn mình gửi một lời cảm ơn đến những anh em nào đã đồng hành cùng với bọn mình trong suốt một chặng đường nó cũng rất là dài rồi của podcast DeFi Discussion. Và ok, thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em rất nhiều. Và trước khi đến với chủ đề chính của cái podcast ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái hint nhỏ nhỏ để xem là các bạn có thể đoán được trong cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái gì không. Cái hint đó là 0x. Nếu mà các bạn dùng DeFi quen thuộc, kiểu đã quá quen với lại cái DeFi rồi thì chắc hẳn cũng biết thừa là cái 0x này là cái gì rồi. Thì nó là một, nếu mà địa chỉ ví của các bạn trên MetaMask các thứ chẳng hạn, thì các bạn mỗi lần mở lên thì sẽ thấy cái con số 0x này xuất hiện đầu tiên. Thì nó là bất kỳ một cái địa chỉ ví nào của Ethereum đều có bắt đầu với hai cái ký tự là 0 và x. Rồi trong một cái hành trình mà các bạn sử dụng DeFi á, thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ thấy là những cái mạng khác, ví dụ như là Phantom hoặc là BSC cũng có cái địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x này, mặc dù nó không phải là blockchain Ethereum tất nhiên rồi. Vậy thì trong cái số podcast DeFi Discussion ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đào sâu vào cái chủ đề đấy. Nhưng mà các bạn đừng có thấy nó quá technical mà drop ở đây nha. Nó sẽ là một sự rất là đáng tiếc đấy. Tại vì đây là một cái kiến thức nền tảng rất là quan trọng của Ethereum, và mình với Nguyên sẽ cố gắng gọi là làm cho nó dễ hiểu hết sức có thể. Vậy thì Nguyên có thể giúp kiểu giải thích là tại sao lại có cái 0x là gì, và nếu mà nói rộng ra thì nó là một khái niệm như thế nào được không? Mình nghĩ là 0x là cái đặc trưng của các cái địa chỉ ví trong cái hệ sinh thái blockchain EVM. Thì EVM nó là gì? EVM nó là hiểu nôm na nó là cái hệ thống máy ảo của Ethereum. Và mình sẽ tách ra hai phần. Ethereum thì chắc là anh em đã biết rồi, đó là cái blockchain mà khá là phổ biến. Còn máy ảo là gì? Thì máy ảo nó đơn giản, nó giống cái máy tính bình thường chúng ta xử lý thôi, chúng ta sử dụng thôi. Nhưng mà cái máy ảo này nó không phải là những cái thiết bị cứng, mà nó là những cái môi trường để có kỹ thuật toán, đúng không? Hiểu nôm na là như vậy, để nó cho phép các cái chương trình chạy ở trên nó. Thì nó như là một cái hệ thống máy tính rất là lớn, rất là khổng lồ, để cho những cái chương trình, ví dụ như những người nào mà muốn xây dựng sản phẩm thì sẽ thảy cái code của họ lên đây. Và những cái máy ảo này nó sẽ giúp biên dịch để mạng lưới nó hiểu. Thì thì EVM thì nó khá là phổ biến. Nó không chỉ là cái định dạng cái hệ thống máy ảo cho Ethereum, mà nó còn của rất nhiều các cái chain mà anh em đang sử dụng, ví dụ như Binance Smart Chain thì là cũng là một cái blockchain EVM. Rất nhiều cái tên khác, ví dụ như Polygon, Phantom và Avax thì nó cũng là cái blockchain EVM này. Thì giống như Phong có hint ở đầu cái podcast này á, thì nếu như mà anh em thấy cái địa chỉ ví của anh em nó bắt đầu bằng hai cái tự 0x thì đó là blockchain EVM. Và đó là một cái điểm đặc trưng của các cái blockchain sử dụng cái hệ thống máy ảo này. Thì từ góc nhìn của một người dùng cơ bản thì mình hoàn toàn có thể hiểu được là tại sao lại chọn tương thích với Ethereum. Thì dù gì thì Ethereum cũng là ông tổ của DeFi, đúng không? Thì những cái dự án ra sau này thì tức là từ cái mức độ nông nhất á, thì chúng ta có thể hiểu được là thì làm tương thích với Ethereum thì chỉ có lợi chứ không có hại thôi. Nhưng mà mình có thể chia sẻ thêm là chính xác là cái lợi của một dự án mà EVM nó là cái gì được không? Đầu tiên á, thì anh em phải hình dung là các cái dự án họ sẽ xây dựng dựa trên cái phương thức nào. Thì
các cái nền tảng sản phẩm thì bên dưới nó cũng chỉ là những cái smart contract đúng không? Những cái hợp đồng thông minh. Thì những cái smart contract này nó được viết bằng rất nhiều ngôn ngữ. Thường thì anh em thấy là dạo gần đây thì nó sẽ có Rust, một cái ngôn ngữ mà được cả Elon Musk lẫn Jack Dorsey. Jack Dorsey là cựu CEO của Twitter shill về cái ngôn ngữ Rust này. Nhưng mà để mà nói về cái ngôn ngữ mà nó phổ biến cho cái lập trình smart contract này á, thì rất là nhiều người sử dụng cái Solidity. Và Solidity là cái ngôn ngữ nó tương thích với cái hệ thống máy ảo của EVM. Thì khi mà các dự án mà họ đã gọi là quen với lại cái hệ sinh thái của Ethereum rồi, họ code Solidity, họ đã soạn ra những cái smart contract nó dưới dạng của Solidity, thì họ có thể bê nguyên cái Solidity này họ deploy lên những cái chain khác. Ví dụ như giờ mình có một cái contract viết ở trên Ethereum rồi, thì mình có thể bê lên tất cả các cái chain nào mà nó sử dụng cái hệ thống máy ảo của EVM á, thì nó sẽ giúp biên dịch được những cái dòng code, những cái contract này ra một cách dễ dàng hơn, thay vì là mình phải dùng một cái ngôn ngữ khác để mình viết lại toàn bộ cái chương trình đó. Thì đó là cái lợi ích về phía dự án họ khi mà họ chọn xây dựng ở trên EVM. Yeah, thì mình nghĩ là rất nhiều cái lợi về mặt tối ưu hóa trong khâu build cho dự án nếu như mà họ chọn đi cái hướng đi này. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng hơi xa rời cái vấn đề sử dụng hàng ngày của anh em, và nó cũng hơi technical, nên là mình cũng mình nghĩ là nên nói về một xíu về những cái lợi ích cho người dùng khi mà sử dụng các cái blockchain hệ sinh thái EVM ha. Thì mình nghĩ đầu tiên là tiện lợi, tại vì với một cái địa chỉ phí chung thì mọi người có thể deploy, mọi người có thể sử dụng nó ở rất nhiều chain khác nhau mà không cần phải tạo ví mới, không cần phải lưu lại seed phrase mới, đúng không? Thì ví dụ như giờ mình có một cái ví Ethereum OX thì không ít, thì mình có thể mình chỉ cần là custom thêm một cái chain mới, mình add thêm một cái chain mới vào và mình dùng đúng cái địa chỉ ví đó và mình tiếp tục thao tác trên cái chain khác, thay vì là nếu như mà mình sử dụng một cái blockchain non EVM đi thì mình phải tạo một cái ví mới và mình phải lưu lại cái seed frame mới. Thì yeah, cái đó là về cái tiện lợi cho người dùng khi mà họ tương tác ở trong cái hệ sinh thái của cái blockchain EVM. Yeah, cái câu chuyện của những dự án non VM EVM thì chắc là chúng ta sẽ nói ở phần sau của cái podcast này. Nhưng mà đúng là như Nguyên nói thì những cái lần đầu mà mình mới tập tành xài DeFi á, thì đó là một cái trải nghiệm khá là, mình có thể nói khá là quê của mình, khi mà mình đặt cái địa chỉ BUSD vào trong ví MetaMask của mình, thì mình mới thắc mắc là ủa tại sao trên Ethereum cũng là cái địa chỉ đấy mà địa chỉ nhận BUSD cũng là cái địa chỉ đấy. Thế là mình không, thật sự mình không dám, tức là mình cứ nghĩ là mỗi khi mà đổi sang một cái blockchain mới thì nó phải có một cái địa chỉ ví mới. Xong rồi đến lúc đấy thì mọi người biết là mình khi mà làm như vậy á, mình rất là ngại hỏi mình sẽ làm gì không. Mình cần gửi $500 thì mình sẽ gửi $2 trước vào cái ví đấy xem có là tiền đã qua chưa, xong rồi mình mới dám gửi tiếp. Thì nó là một cái những cái thứ mà với một người mà kiểu mới vào DeFi á, thì nó cũng sẽ cần lưu ý, và có những cái mà kiểu nó sợ, nó rất là buồn cười như vậy. Thì nó là một cái trải nghiệm ấy của mình. Thì sẵn cái chia sẻ của Phong á, thì một vài anh em có thắc mắc là ví dụ như giờ tiền lỡ chuyển vào cái ví dụ như giờ đang có tiền ở Ethereum, lỡ chuyển vào cái ví nhập vào cái ví của Binance Smart Chain đi, thì có bị mất hay không, nó bị kiểu như là bị, mình hay gọi là đi vào thế giới bên kia, nó đi sang một thế giới khác luôn. Thì nếu như mà anh em lấy tiền ở Ethereum và nhập cái địa chỉ ví của BSC vào thì hai cái địa chỉ nó vẫn giống nhau, thì về cơ bản là tiền nó sẽ đi ở trên chain của Ethereum thôi, nó chưa qua được cái chain của BSC. Thì cái đó nó sẽ là cái khâu cross chain, thì nó là một cái vấn đề mà chắc là mình sẽ nói ở trong phần tiếp theo. Còn yeah, thì sẵn cái chia sẻ của Phong, và cũng nhiều bạn thắc mắc tại vì sợ là chuyển từ trên này sang trên kia là mất tiền. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã dùng ở trong cái hệ sinh thái của EVM thì cái địa chỉ ví nó giống nhau hết, thì
chuyển qua vậy thì nó vẫn sẽ nằm ở trong cái không gian blockchain, nó không tan vào hư không ngay lần sau đó. Nó vẫn ở trong cái thế giới những cái EVM. Nhưng mà đây là cái lúc mà chúng ta sẽ nói đến cái thế giới còn lại, là cái thế giới của những blockchain non EVM như mình nói từ lúc nãy. Vậy thì với những cái lợi ích của việc mà xây dựng dự án tương thích với máy ảo Ethereum như vậy, thì tại sao lại có những dự án lại chọn con đường là bố mày sống một cái thế giới riêng, mình chọn là một cái vũ trụ riêng biệt. Điển hình nhất là Solana, một cái dự án xây theo một con đường độc lập và rất là thành công. Thì tại sao Solana lại có cái hướng đi như vậy, và cái chiến thuật mà người ta sử dụng là gì vậy Nguyên? Ở thời điểm hiện tại mình thấy là có một đối trọng của EVM, đó là cái hệ thống máy ảo Wasm, nó là WASM. Về cơ bản thì hai cái hệ thống máy ảo nó vẫn sẽ đóng vai trò như nhau thôi, nhưng mà mỗi cái hệ thống thì nó sẽ có những cái ưu và cái nhược riêng. Thì về những cái hệ thống máy ảo khác á, thì họ sẽ xử lý mọi thứ nó đỡ cồng kềnh hơn EVM, và họ sẽ đổi lại được cái tốc độ. Nhưng mà ngược lại thì nếu như mà cái tốc độ họ nhanh thì cái khâu mà biên dịch nó sẽ không được chặt chẽ. Thì nói như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn ở một cái mức độ gọi là chấp nhận được, tức là nó không phải là quá nguy hiểm hay có rủi ro. Thì đó là lý giải tại sao mà sẽ có một vài cái blockchain họ chọn cái hướng đi là không phụ thuộc vào Ethereum. Thì cái đó là cái những gì mà mình theo dõi được. Còn tất nhiên là có rất nhiều cái vấn đề về kỹ thuật và vấn đề về bài toán kinh doanh các thứ, nhưng mà cái đó thì mình sẽ không nói quá chi tiết, tại vì cơ bản là nó khá là chúc chắc á. Thì thì như mình nói đi, nó quá technical. Thì từ cái khía cạnh mà mình tìm hiểu thì mình có thể giải thích cho anh em là mỗi cái hệ thống máy ảo nó sẽ có một cái lợi và một cái nhược riêng. Thì đó là gì? Còn từ góc độ của người dùng bình thường thì chúng ta chỉ cần nhớ là những cái dự án này được xây dựng như thế nào và làm sao để đưa tài sản được từ thế giới này qua thế giới bên kia, đúng không? Đó là cái câu chuyện và những cái cầu mà bọn mình từng trao đổi. Thì ngoài Solana ra thì thực ra không rất nhiều các cái blockchain khác nó cũng mang cái định nghĩa là non EVM. Chúng ta có thể kể đến như là Near, thì chắc nhiều anh em ở Việt Nam cũng nghe qua này. Rồi Cosmos thì họ cũng xây dựng rất là nhiều cái chain trên cái nền tảng của họ, đặc biệt là Terra, đúng không? Thì dạo gần đây thì UST nó quá nổi và Terra thì nó cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Ngoài ra thì chúng ta có thể kể đến Polkadot, cũng là một cái đại diện của non EVM blockchain. Thực ra đó là những cái gương mặt rất là sáng giá, nhưng mà nếu mà nói câu chuyện về đầu tư thì thường mọi người sẽ chỉ đọc, ví dụ như mình đi, trải nghiệm từ cá nhân mình đi, thì một cái nhà đầu tư bình thường thì người ta sẽ quan tâm đến cái gì? Quan tâm đến use case, quan tâm đến team, quan tâm đến roadmap, các thứ. Người ta sẽ ít đào sâu hơn về những cái tương thích hay là không tương thích với blockchain. Nhưng mà cái chuyên mục này chúng ta đang nói là DeFi Discussion, thì khi mà chúng ta đào sâu hơn vào những cái thế giới này thì bắt buộc, đó là một kiến thức bắt buộc mà chúng ta phải hiểu để tránh cái việc mất tiền oan. Thì cái việc mà hiểu về cái bản chất phía dưới á, để khi mà anh em chuyển tiền từ các blockchain EVM sang cái blockchain non EVM á, thì mình sẽ hình dung được cái cách các cái chain này nó khác nhau như thế nào và cách nó hoạt động, để tránh được những cái case hoặc là những cái thắc mắc mà giống như Phong có đề cập lúc nãy, tức là mình chuyển tiền nhưng mà nó có mất hay không, nó đi vào đâu hay giờ sau đó. Thì khi mà mình hiểu được những cái này thì mình có thể tự tin và mình thao tác ở trên cái không gian và mình đi lại giữa các chain nó đơn giản hơn. Chưa kể là cái trải nghiệm về cái việc mà bạn chờ đợi nữa. Ví dụ như mình nói BSC là một cái mạng có tốc độ khá là nhanh nha. Chứ nếu mà lúc mà mạng lưới bị tắc xong rồi các bạn phải mất 2 tiếng bạn mới chờ được cái giao dịch của mình được confirm, thì nó có một cái trải nghiệm rất là tệ, và đó là nhiều khi đó là cái rào cản ngăn người mới đến với đào sâu hơn vào blockchain này, đúng không? Nhưng mà nếu đã nói sẵn cái việc mà đào sâu vào blockchain đó, thì Nguyên thấy cái tất cả những từ tất cả những cái lý thuyết mà mình trao đổi nãy giờ, những cái bản chất của những cái vấn đề này, thì với một người mà app in DeFi á, thì đâu là cái cơ hội kiếm tiền từ những kiến thức như thế này, từ cái trải nghiệm của Nguyên thôi? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là mọi người đang nói rất nhiều về cái từ khóa dòng tiền, đúng không? Thì tiền nó chạy từ trên A sang trên B,
xong rồi từ trên B sang trên C các thứ. Thì khi mà mình hiểu được những cái này á, thì mình sẽ luân chuyển tiền giữa các chain nó hiệu quả hơn. Mình biết là làm sao để đi qua các cái chain nó một cách tiện lợi nhất. Tại vì á, thời điểm hiện tại các cái cross chain nó tồn tại rất nhiều cái rủi ro về mặt bảo mật. Vitalik thì cũng đã đề cập rồi, mặc dù là Vitalik nói là đi từ các cái EVM sang cái non-EVM thì nó nguy hiểm, nên là anh em cứ đi loanh quanh ở trong EVM thôi, đi từ L1 lên L2 các thứ thôi. Thì cái đó nó cũng hơi chủ quan, thế là mình cái nhận định thực ra thì tại vì ông là builder của Ethereum nên là ông phải nói như vậy thì, thôi, chứ không lẽ giờ bảo là ê tụi mày cứ đi test mấy cái chuyện khác đi thì bị chảy máu thì mất. Đó thì nó sẽ đâu đó phát sinh một vài cái vấn đề về rủi ro bảo mật này, hoặc là thanh khoản là cái mà rất là nhức nhối thời gian gần đây. Khi mà bridge từ một chain sang chain kia thì nhiều khi nó bị hao hụt mất cái tiền của mình, xong rồi đi ép in các thứ lại mất tiền, xong rồi lại bridge ngược lại cái chain cũ lại hụt thêm một phần nữa. Thực ra cái này là một cái vấn đề mà bọn mình cũng nói trong một cái podcast là chưa ra đến chợ là hết sạch tiền. Dạ đúng rồi, chưa kịp ép cái gì thì nó hết tiền này. Đúng rồi, thì mình khi mà mình hiểu được là mỗi cái chain nó có cái gì đặc biệt, cái phí của nó như thế nào, cái tốc độ giao dịch nó ra sao, thì khi mà mình trước khi cái thao tác bridge thì mình có thể tính toán được điều đó. Chứ nhiều anh em mà thắc mắc là bridge từ cứ bridge từ những cái chain tưởng là EVM rồi, nhưng khi mà bridge qua Ethereum thì lại ngớ người ra là tại vì cái phí giao dịch ở trên Ethereum nó quá mắc. Xong rồi bridge sang thì rồi tê cứng tiền ở đó luôn, thì coi như là mất luôn. Thì cái đó là cái lợi ích khi mà mình tìm hiểu về đa dạng các loại chain ha. Thì mình biết là mỗi chain nó sẽ có cái gì lợi, cái gì hại, phí giao dịch nó ra sao, tốc độ nó như thế nào. Thì cái đó là mình nghĩ là cái lợi của việc là mình tìm hiểu sâu như thế này. Thực ra cũng chia sẻ với mọi người luôn là cái trong thời gian gần đây thì đối với cá nhân mình đi, là một người cũng full time crypto, nhưng mà cái sự chú ý của mình thì đang dồn vào Phantom và Avax trong thời điểm hiện tại. Thì đó, thì nó như đã chia sẻ ở trên thì nó là hai cái blockchain EVM. Thì không biết là với Nguyên chẳng hạn đi, Nguyên có thể mọi người chưa biết nhưng mà Nguyên là một fan, một người đào khá sâu vào những cái hệ như là Solana chẳng hạn. Thì Nguyên có thể chia sẻ được vài case study mà ép in khi mà mình tận dụng những cái kiến thức này được. Mình nghĩ đầu tiên là cái việc mà anh em test các cái cầu nối á, nó sẽ mang lại nhiều cơ hội để retro, đúng không? Thì đúng rồi, cái này thực ra trong cộng đồng FOMO Saben có hỏi một câu mà chắc là mình cũng sẽ ring in đây để mọi người để nó tiếp cận đến nhiều hơn. Thực ra mình thấy câu hỏi đó khá là hay, là bạn hỏi là tại sao chúng ta phải quan tâm đến việc sử dụng những cây cầu ở những cái bridge từ blockchain này qua blockchain khác mà không, câu nửa sau là gì Nguyên nhỉ, mình lại quên nữa. Không sử dụng những cái app nó tích hợp sẵn cái việc swap blockchain luôn á. Đúng nhân đây thì chắc là nhờ Nguyên cũng giải thích cho cái mình nghĩ là đây cũng là một cái lý do mà nhiều người thắc mắc á. Thì ví dụ như swap blockchain cũng lợi mà sao mình không làm, thì chắc nhân tiện thì nhờ Nguyên giải thích luôn cho mọi người cùng nghe. Mình nghĩ là khi mà đi từ EVM sang NVM nó sẽ có một vài cây cầu và anh em có thể tự test những cái này để tăng được cái cơ hội để nhận retro là cái thứ nhất. Tất nhiên là những cái cầu mới thì thanh khoản nó rất là tệ, đúng không? Thì anh em có thể test những cái số tiền nó nhỏ nhỏ thôi. Trong cái quá trình mà mình lên chuyển tiền thì mình test những cái hệ mới thì mình có thể cân nhắc sử dụng những cây cầu nó mới như thế này để gọi là mình tăng thêm cơ hội nhận retro. Rồi vì sao mà không xài những cái app mà nó tổng hợp thì về cơ bản nó vẫn là bridge aggregator thôi. Tức là những cái app này nó sẽ tương tác với những cái cầu ở phía dưới và họ sẽ maybe là họ sẽ thu thêm một phần phí một xíu ở trên cái thao tác đó. Hình dung là thay vì anh em swap trực tiếp ở trên Uniswap đi thì sẽ có một cái platform là Oneinch, họ sẽ tối ưu cái dòng tiền, tối ưu cái tỷ giá cho anh em, đúng không? Thì swap ở trên Oneinch thì nó sẽ tiện lợi hơn, đúng không? Thay vì là mình phải đi trực tiếp từng cái cầu, nhưng mà Oneinch thì ngược lại họ sẽ trả thêm một phần phí, thì cái này nó cũng là trade-off thôi. Thì nếu như mà anh em đã đi ép DeFi thì có thể cân nhắc
tùy thuộc cái option nào cho nó tiện. Tại vì đôi khi cái cầu mới nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề phát sinh. Có thể là đôi khi nó bị hack xong anh em phải đi revoke lại cái quyền approve của mình. Đó thì nó rất là nhiều thứ, nhưng mà gen nó là một cái trade-off thôi. Ok, thì theo như từ cái kinh nghiệm research của mình á, thì có một số dự án non-EVM cũng có xây dựng thêm một giải pháp phụ trợ với EVM, ví dụ là Aura chẳng hạn, nếu mà các bạn có đọc về cái dự án này. Theo mình hiểu thì nó là cái mục đích của nó là dùng để thu hút cái dòng tiền từ những người dùng đã quen với những cái dự án EVM như thế này rồi. Thì không biết là Nguyên có gọi là thấy cái trend này nó là một cái gì đó nó sẽ khá là signature, khá là nổi bật trong thời gian sắp tới không? Hoặc là trong tương lai dài dài một tí, cỡ nửa năm chẳng hạn. Thì yeah, thì Phong có đề cập đến cái xu hướng này, thì mình có thể list ra một vài đại diện ha. Thì đó là Aurora của Near. Thì Near thì không phải là một cái blockchain EVM, nhưng mà họ xây dựng một cái giải pháp phụ trợ là Aurora. Rồi Polkadot thì họ có cái Moonbeam. Còn mới đây thì Cosmos thì họ có cái giải pháp là EVM OS. Như Phong có đề cập thì cái mục đích của những cái chain này á, là để hút tiền vào những cái đồng native token của hệ sinh thái đó. Ví dụ như Near đi, thì nếu như mà để token Near ở trên cái blockchain của Near thì rất là khó tiếp cận với người dùng, tại vì người ta phải tạo một ví mới là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có quá nhiều cái cầu nối để đưa từ EVM sang Near chẳng hạn, thì họ sẽ xây dựng những cái giải pháp như Aurora. Thì Aurora thì nó là EVM rồi, thì cái địa chỉ ví nó cũng y chang rồi, thì họ sẽ chỉ cần là nhập cái địa chỉ ví đó vô, xong rồi họ trải nghiệm ở trên cái hệ sinh thái đó. Thì về cơ bản nó vẫn sẽ là những cái đồng mà phổ biến của cái blockchain chủ thôi. Thì ví dụ như là Near rồi EVM thì nó sẽ có những cái đồng như là Cosmos, Atom này chẳng hạn. Thì Moonbeam thì nó sẽ có Polkadot các thứ. Thì nó sẽ là một cái công cụ để hút cái dòng tiền vô cho cái native token. Thì đây là một cái hướng đi mà có thể nói là nó sẽ giúp các cái blockchain nên EVM hút tiền từ các cái blockchain mà sử dụng hệ thống máy ảo của EVM của Ethereum. Đây là một kiểu vampire attack nhưng mà nó tích hợp. Thì mình nghĩ là nó sẽ có một vài cái rào cản, tại vì như EVM OS đi, thì mặc dù là họ là EVM á, nhưng mà khi mà triển khai cái chương trình AirDrop gì đó thì nó sẽ gặp một vài cái trục trặc giữa việc là tương tác giữa hệ thống của máy ảo EVM và cái hệ thống của Cosmos, nên là cái đợt đó AirDrop là nó bị lỗi một cái gì đó về cái việc là hiểu nhau giữa hai cái cấu trúc này. Thì mình không đi sâu quá, tại vì mình cũng đọc thoáng qua thôi, mình không tìm hiểu sâu, nhưng mà nó là một cái rào cản, thực sự là một cái rào cản, và cần rất nhiều các cái cầu nối cross-chain để có thể xử lý được cái vấn đề này. Thì trong thời gian mà bọn mình thu cái podcast này thì cũng có một cái giải pháp là Stargate, thì họ cũng kỳ vọng là họ sẽ solve được cái vấn đề giữa EVM và non-EVM. Nhưng mà hiện tại thì họ mới chỉ có build được ở trên 7 cái chain EVM thôi. 7 cái chain EVM thôi. Tức là tại vì nó tiện á, nên là họ tranh thủ họ làm trước. Những cái vấn đề nó kết nối giữa EVM và nền EVM thì nó rất là phức tạp. Nên là các cái kênh cross-chain thì nó vẫn đang còn xây dựng. Thực ra thì cảm ơn những chia sẻ của Nguyên vừa rồi. Thì như các bạn có thể thấy á, crypto là một cục lớn, DeFi là một cái lát cắt nhỏ trong cái crypto đấy, và cái EVM và non-EVM này lại là một cái lát cắt nhỏ của DeFi nữa. Thật sự từ góc nhìn của các bạn mình có thể hiểu là những cái kiến thức này có thể nó bây giờ các bạn chưa dùng đến đâu, như mình nói chia sẻ đến á. Nếu mà chỉ các bạn quen xài sàn sách, những cái sàn mà centralized giống như là Binance, như Huobi các thứ, và chỉ có tương tác với các DeFi protocol ở một cái mức gọi là swap qua swap lại đơn giản thôi á, thì những cái thứ này nó sẽ chưa giúp ích cho các bạn nhiều lắm. Nhưng mà khi mà như mình nói, khi mà bước chân vào những hệ mới á, đào sâu hơn vào tất cả những cái câu chuyện, những cái bản chất của crypto ở bên dưới, thì cái
kiến thức về EVM và non-EVM này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Vậy thì trong cái câu hỏi cuối cùng trong cái podcast ngày hôm nay thì chắc là mình cũng giống như, nếu mà các bạn thấy cái format này nó sẽ giống như mọi khi của DeFi Discussion á, thì với vai trò là một người có cái trải nghiệm nhiều như Nguyên thì Nguyên có thể chia sẻ được một số cái tool, một số cái công cụ để mà cái hành trình mà Apin với những cái kiến thức mà mình có được trong cái buổi hôm nay của các bạn nó trơn tru hơn, nó mượt mà hơn. Vẫn như thường lệ thôi, thì nó sẽ có một cái tool để track TVL. Cái tool này nó là DeFi Llama, chắc là nhiều anh em đã quá quen thuộc rồi. Thì DeFi Llama thì mình thấy là dạo gần đây họ có một cái phân tab, tức là TVL ở trên các cái chain EVM và TVL ở trên các cái chain non-EVM. Thì anh em có thể theo dõi TVL của các cái chain bằng cái công cụ là DeFi Llama. Tuy nhiên á, là cái mức thay đổi của TVL á, nó không đồng nghĩa với việc là tiền nó đang chạy từ hệ này sang hệ kia. Đó. Để mình lý giải thêm một xíu, tức là có thể cái TVL của chain A nó đang tăng vì giá của cái token, phần lớn của cái token đang được lock ở trên cái platform nó tăng, chứ không phải là một cái lượng token mới nó đổ vào. Thì cái đó là cái về TVL để tránh bị trap cái việc là mình thấy TVL của cái chain này nó tăng mà cái chain kia nó giảm, thì là tiền nó đang đổ từ chain này sang chain kia không. Thì có thể là do cái token, phần lớn token ở trên cái chain đó nó tăng giá thì cái TVL nó tự động tăng. Thì anh em có thể sử dụng song song một vài cái tool khác để track cái việc tiền qua lại giữa các chain, đúng không? Thì một trong những cái tool mà mình cũng hay xài đó là UniWhale. Thì whale là cái con cá voi á. Cá voi. Yeah. Thì UniWhale thì nó sẽ giúp mình track được là cái deposit và cái withdrawal, hiểu nôm na là cái lượng tiền nạp vào chain đó và cái lượng tiền mà đi ra khỏi cái chain đó. Thì anh em có thể dùng song song hai cái này để biết được là tiền nó có thực sự là đi ra khỏi cái chain đó và nó chạy sang cái chain khác hay không. Chứ chứ thực ra nó có một cái trick như thế này nữa nè, đó là phần lớn tiền nó đang ở trên CX chẳng hạn, những cái sàn tập trung đi, nhưng mà họ dùng volume gì đó để họ đẩy giá cái token nó lên, thì cái token lock ở trên cái chain đó nó cũng sẽ tăng giá, đúng không? Thì cái TVL ở trên cái chain nó vẫn sẽ tăng. Mọi người thấy TVL tăng nhưng mà người tưởng là tiền nó đang đổ vào cái chain đó, nhưng thực ra là họ đang bơm giá ở bên một cái nền tảng nào đó khác, có thể là CX, có thể là những cái platform khác chẳng hạn. Thì cái đó là mà mọi người cần theo dõi để biết được cái dòng tiền, tại vì mọi người nói khá nhiều về cái từ khóa dòng tiền đó, nhưng mà nó cũng khá là dễ bị đánh lừa. Sẵn để nói về cái dòng tiền thì mình nói về cái case của rất nhiều các cái giải pháp EVM mà họ gắn ở trên các cái blockchain nền EVM. Ví dụ như là Polkadot thì họ có cái Moonbeam nè. Yeah, ok. Vậy cảm ơn Nguyên về những chia sẻ về một cái vấn đề rất là technical như thế này, và mình hy vọng là các bạn không ngủ gật trong suốt cái quá trình mà mình chia sẻ với nhau. Yeah, thì ok. Thì bọn mình thì cũng gọi là cố gắng elify nhất có thể rồi, tức là đơn giản mọi thứ có thể rồi, và trong cái phạm vi mà bọn mình đang tìm hiểu và bọn mình biên dịch lại, đúng hiểu nghĩa là bọn mình đang biên dịch lại theo cái cách mà bọn mình hiểu, và hy vọng là nó đủ đơn giản để anh em không quá phẫn nộ và gọi là dislike cái video này. Thì hy vọng là bọn mình đã làm tốt cái công việc của mình trong tập podcast tuần này. Vậy cảm ơn Nguyên về những chia sẻ, và hy vọng là cái podcast này đủ đơn giản nhưng mà vẫn có đủ cái hàm lượng từ khóa để các bạn có thể phỏng vạch trong thời gian tới. Và chắc là xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những podcast DeFi Discussion lần sau. Ok, bye bye anh em.